Từ ngày nhận Hồ Văn Cường làm học trò, sự nghiệp của danh ca Ngọc Sơn liên tiếp lên như diều gặp gió. Điều khó tin nhưng đó lại là sự thật. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, đây có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngọc Sơn nhận dìu dắt Hồ Văn Cường trên con đường nghệ thuật, thì nam danh ca đã liên tiếp mở nhiều công ty. Hồ Văn Cường gặp phải khủng hoảng đời tư vào khoảng cuối năm 2021. Sau đó giọng ca trẻ đã rời khỏi công ty quản lý cũ, ở ẩn một thời gian. Được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã chập chững từng bước quay trở lại con đường ca hát. Thời điểm đó hiếm có nghệ sĩ gạo cội nào đủ tâm yêu thương và đủ lực để đứng ra đỡ đầu cho Hồ Văn Cường. Chính vì vậy mà sự giúp đỡ của Ngọc Sơn dành cho Hồ Văn Cường là vô cùng quý giá, đã khiến cho khán giả và người hâm mộ của Hồ Văn Cường rất ngưỡng mộ và biết ơn sự giúp đỡ này của nam danh ca. Thế nên mọi nhất cử nhất động của danh ca Ngọc Sơn đều được dân tình chú ý. Sự nghiệp của nam ca sĩ phát triển như diều gặp gió, thành lập hàng loạt công ty kể từ thời điểm danh ca nhận đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, tức vào cuối năm 2021. Đến năm 2022, danh ca Ngọc Sơn trở thành chủ tịch tập đoàn Ngọc Sơn, chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch. Báo chí viết: tại Bình Thuận, ông Hoàng Nhạc Xến ca sĩ Ngọc Sơn tổ chức lễ ra mắt tập đoàn mang tên mình và anh đảm nhận vai trò chủ tịch. Theo đó, tập đoàn Ngọc Sơn chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp và du lịch. Tập đoàn Ngọc Sơn hiện đang sở hữu hơn 50 hectare đất tại Bình Thuận. Theo tiết lộ, tập đoàn kinh doanh nhờ vốn tự có, không có bất kỳ sự vay mượn nào từ bên ngoài. Trước mắt họ thực hiện khai phá nhiều vùng đất hoang, trồng cây hoa màu. Chia sẻ về quyết định rẽ ngang sang lĩnh vực kinh doanh, ca sĩ Ngọc Sơn cho rằng trong toàn vũ trụ này, mọi biến chuyển, mọi sự việc xảy ra đều có lý do riêng của nó. Đồng thời nhân dịp lễ ra mắt tập đoàn, Ngọc Sơn cũng chia sẻ cơ duyên đến với kinh doanh từ rất sớm. Theo đó, bố mẹ Ngọc Sơn đều làm việc trong lĩnh vực giáo dục và là những nhà giáo ưu tú. Tuy vậy cuộc sống không mấy dư giả, thấy cha mẹ vất vả, Ngọc Sơn nảy ra ý định kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Nam ca sĩ đã bắt đầu kiếm tiền từ những công việc đơn giản nhất. Tôi nằng nặc xin mẹ cho đi bán thuốc lá dạo vào dịp nghỉ 3 tháng hè. Lúc đó tôi là học sinh giỏi và cũng là một cây văn nghệ tại trường. Tôi chạy ra xa cảng bán, một ngày bán được 2 điếu. Bởi vì mình vừa đến, chưa kịp mở lời chào hàng thì có bạn khác tới năn nỉ rồi. Tôi thấy tội quá nên thôi nhường luôn, nghĩ rằng mình không có khiếu buôn bán. Bữa đó trên đường về, tôi thấy một cái trứng gà đẻ hoang. Tôi chụp cái trứng lên, mừng quá vì đang đói lắm. Về luộc trứng, tôi định ăn rồi, nhưng tự suy nghĩ lại, chột dạ mà đem cái trứng để lại chỗ cũ và thấy lòng thanh thản. Khi nhớ lại, tôi thấy hãnh diện vì từ bé mình đã ý thức được nghèo phải cho sạch, rách phải cho thơm. Cuộc đời tôi cũng chưa từng biết chê bai một ai. Mình nói xấu thì mình cảm thấy mình xấu trước, nên lúc nào tôi cũng đồng cảm yêu thương, trân trọng mọi người và những gì đến với mình trong cuộc sống này, Ngọc Sơn chia sẻ. Với những trải nghiệm và kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Ngọc Sơn tin rằng việc chuyển hướng sang làm kinh doanh cũng là kết quả từ một quá trình suy xét, nghiên cứu lâu dài. Đồng thời xuất phát từ cái tâm của anh đối với sứ mệnh thiện nguyện, giúp đỡ mọi người mà bản thân vẫn luôn theo đuổi. Với vai trò mới, Ngọc Sơn hy vọng mình có thể góp sức, tạo thêm cơ hội cải thiện cuộc sống, việc làm cho người dân địa phương, quảng bá và phát triển du lịch ở Bình Thuận. Đó là thành quả của năm 2022, thành lập tập đoàn Ngọc Sơn. Đến năm 2023, nam danh ca Ngọc Sơn lại tiếp tục thành lập công ty kinh doanh gạo, giao cho ca sĩ diễn viên S. Quang Ngọc làm giám đốc điều hành. S. Quang Ngọc cũng là bầu sâu, tổ chức các chương trình âm nhạc chất lượng cao, có Hồ Văn Cường tham gia biểu diễn trong các năm vừa qua. Báo chí viết: Ngọc Sơn vừa thành lập công ty hạt gạo Ngọc, chuyên kinh doanh những mặt hàng về gạo. Buổi ra mắt được tổ chức tại căn biệt thự của nam ca sĩ và đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Sơn thực hiện một sự kiện tại tư gia. Chính vì thế, Ngọc Sơn cho biết thao thức suốt đêm cũng như tranh thủ dậy sớm để nấu cơm và làm món tôm rang để chiêu đãi mọi người. Giọng ca tình cha cho biết mong muốn mọi thứ diễn ra phải chỉn chu nhất có thể nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nói về mục đích sáng lập công ty, Ngọc Sơn tâm sự: một trong những niềm đam mê của mình là trồng cây, trồng rau trái và nuôi gà. Từ nhỏ Ngọc Sơn đã gắn liền với nghề nông nên luôn giữ một tình cảm đặc biệt hướng về người nông dân. Chính vì thế việc thành lập công ty gạo giúp Ngọc Sơn có thêm cơ hội hỗ trợ thu mua và quảng bá lúa gạo của người nông dân đến với mọi người.
Bên cạnh đó, nam danh ca sinh năm 1968 còn có thêm kiến thức trong việc lựa chọn gạo, gửi đến các hoàn cảnh khó khăn trong những chuyến thiện nguyện của mình. Trong buổi giới thiệu công ty, Ngọc Sơn cho biết anh chọn S. Quang Ngọc làm tổng giám đốc công ty của mình. Giám khảo chương trình Tuyệt đỉnh Bolero nhận định S. Quang Ngọc là một người trẻ tài năng, có năng lực quản lý và nói ít làm nhiều nên nam ca sĩ hoàn toàn tin tưởng. Song song đó, Ngọc Sơn cũng giao vị trí giám đốc tài chính cho học trò Đỗ Minh Quân. Giọng ca lòng mẹ tin rằng S. Quang Ngọc và Đỗ Minh Quân sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời có nhiều kế hoạch hay để phát triển công ty gạo. Đến năm 2024, danh ca Ngọc Sơn lại chính thức ra mắt công ty Đông Trùng Hạ Thảo Phúc An tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do nam danh ca làm chủ tịch và em trai Phạm Ngọc Hải làm tổng giám đốc công ty. Sự kiện khai trương công ty Đông Trùng Hạ Thảo Phúc An của danh ca Ngọc Sơn đã diễn ra thành công vào ngày 3 tháng 8 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Buổi lễ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông và các đối tác kinh doanh. Đáng chú ý, tên của thương hiệu vừa ra mắt được lấy từ tên hai người con của ông Hoàng Nhạc Xến. Dù rất kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư, nhưng danh ca Ngọc Sơn chưa từng ngần ngại thể hiện về sự yêu thương, trân trọng của anh dành cho gia đình mình. Nam danh ca nhận hai người con của em trai ruột Ngọc Hải là Phạm Ngọc Phúc và Phạm Ngọc Khánh Linh là con, đối xử với các bé như con ruột, vô cùng yêu thương và hãnh diện. Theo giới thiệu của đại diện công ty Phúc An, Đông Trùng Hạ Thảo là một loại dược liệu quý hiếm từ lâu, đã được y học cổ truyền và hiện đại đánh giá cao về những lợi ích sức khỏe vượt trội. Sản phẩm này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa mà còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh bằng cách giảm cholesterol, điều hòa huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Bên cạnh đó, Đông Trùng Hạ Thảo còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ thận, cải thiện chức năng hô hấp và tăng cường sinh lực. Đặc biệt, một số nghiên cứu còn chỉ ra khả năng của Đông Trùng Hạ Thảo trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Danh ca Ngọc Sơn, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đông Trùng Hạ Thảo Phúc An, đã chia sẻ về lý do lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực Đông Trùng Hạ Thảo. Danh ca cho biết, tôi nghĩ rằng việc chăm chỉ cần cù trong tập luyện thể thao chỉ chiếm khoảng 50%. 50% còn lại chính là từ khẩu phần ăn uống của mỗi người. Trước đây, khoảng thời gian mà tôi đi hát, chạy sâu nhiều, tôi đã rất áp lực khiến cho sức khỏe suy giảm. Thế nhưng nhờ có mẹ, có em trai bên cạnh, bồi bổ cho tôi bằng yến, bằng Đông Trùng Hạ Thảo, nên tôi dần ổn định và tốt hơn. Đó cũng chính là lý do tôi muốn mang thương hiệu này đến với tất cả mọi người. Hơn hết, tôi muốn biến nó thành một hình thức để mọi người có thể quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, của bản thân hơn, bởi lao động càng vất vả, con người ta càng cần bồi bổ, sức khỏe là trên hết. Sự kiện khai trương công ty Đông Trùng Hạ Thảo Phúc An đánh dấu một bước tiến mới của danh ca Ngọc Sơn trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời đây cũng là một tin vui cho người tiêu dùng khi có thêm một lựa chọn sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo chất lượng trên thị trường. Có thể nói thời điểm danh ca Ngọc Sơn nhận dìu dắt Hồ Văn Cường cũng chính là thời điểm bước ngoặt mà nam danh ca bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình mà trước đó chưa hề có.